Trước hết cảm ơn bạn đã quan tâm rất nhiều về cái bơi lội cũng như quan tâm rất nhiều về các cự ly thi đấu của anh Viên. Như trước hết tôi xin hỏi rằng như thế nào là lỗi xuất phát? Lỗi xuất phát đó là phạm quy xuất phát thì người ta mới gọi là lỗi xuất phát. Còn đối với vận động viên anh Viên ở cái giải đấu này, chúng ta có thấy rằng phản xạ của anh Viên chậm hơn các vận động viên khác thì đó là không phải là lỗi xuất phát. Cái thứ nhất, chúng ta thi đấu SEA Games ở trên đất nước Singapore, các vận động viên của Singapore là vận động đối thủ trực tiếp của anh Viên. Trọng tài xuất phát và bắt lỗi xuất phát đều là những trọng tài của Singapore. Luật xuất phát khi vận động viên đã có khẩu lệnh của trọng tài, chỉ bất kỳ một chuyển động nhỏ nào của cơ thể đều bị lỗi bởi trọng tài xuất phát. Do đó trọng tài xuất phát lại không được kiểm soát bởi camera, do đó chúng ta không thể khiếu kiện bất kỳ lỗi xuất phát nào khi anh Viên bị cái lỗi chuyển động nhỏ. Do đó tất cả những cái chi tiết đó ban huấn luyện đã tính toán rất là chặt chẽ và phải đảm bảo rằng chúng ta có biện pháp an toàn nhất trước khi lao xuống nước. Anh Viên có thể chậm lại 0.5% giây ở cái xuất phát, nhưng anh Viên hơn vận động đối thủ nước chủ nhà 5 giây, 10 giây. Thế thì chúng ta không thể nào để phạm một cái lỗi mà không phải là lỗi của chúng ta. Do đó cái việc ban huấn luyện phải chỉ đạo anh Viên cẩn thận, đó sẽ là cái việc hạn chế cái phản xạ của một vận động viên. Và điều đó chúng ta phải làm để đảm bảo cái thành công.